mở một shop mớ về róc lóc, mì róc lóc trắng cơm. Những dịp khai trương mình sẽ tặng miễn phí Rolex và trái ác quỷ xịn cho các bạn nhanh tay vào shop. Cùng đến với shop mì róc lóc trắng cơm, ủng hộ mì và nhận quà miễn phí nha. Mẹ đi dắt. Chào tất cả các bạn đã đến với kênh đồ của mình. Mình chính là Dâm Cô Tây Phô Mai Quê. Con đang chơi nhà mè. Các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký nha mọi người ơi. Hôm nay thì mình phải quyết định. Quyết định đi tới tương lai. Hợp lý. Không có cách nào để đi tới tương lai đâu. Nó không có cái lệnh gì đó đó. Tôi có một cái câu lệnh rất là đơn giản. Chỉ cần tôi gõ cái lệnh này ra thôi là chúng ta đi về tương lai liền. Ok, được rồi. Vậy thì chúng ta cùng nhau tới tương lai. Các bạn nhớ like video này luôn nha. Ngược lên nhìn trên cái đầu tôi một chút xíu thôi là bà hãy thấy cái dòng chữ liền. Ừ, đừng ngước cao quá bà nội, ngước cao thấp thôi. Rồi, thấy cái dòng chữ đang hiện ra không? Đó, đang ghi lệnh đó. Đó, đây có dòng chữ chạy ra nè, thấy không? Tôi đang ghi lệnh. Được rồi, chạy thì ghi đi. Được rồi, xong hết rồi, bây giờ đây. Đi đây rồi. Chị mày ơi, mặc đồ kỳ quá vậy. Chị mày ơi, gì vậy? Đằng kia có con gì kìa. Cá sấu. Cá sấu gì bự quá vậy? Lên bờ, lên bờ, lên bờ, lên bờ. Lẹ. Ôi có ai không? Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Cứu tôi ơi. Không nhìn mấy cái đứa này giống mấy đứa trong lại sinh tố của tụi mình quá vậy. Này là Timmy nè. Con này dâu, con cái kia là super ngao. Ờ, con này super. Lên. Giới thiệu với tụi bay, đây là người yêu của tao. Người yêu đâu có hiểu đâu. Người yêu là cái gì vậy? Mà người yêu là cái gì tụi chưa? Đây là phu nhân. Đây là người bạn, đây là đây bạn đời của tao, đây là vợ tao. Vợ. Mày biết không? Vợ. Người mà chắc là cà bum bum ba. Cho tao hỏi chỗ ngủ của ta ở đâu? Chỗ ngủ của ta đâu? Đây, chỗ ngủ của ta đâu ơi? Chỗ ngủ của vợ. Ủa các bạn ơi, sao kỳ vậy? Hình như tôi lỡ dịch chuyển bà về trước công nguyên luôn rồi chứ phải lên công nguyên. Tôi nhớ là lên 10.000 năm rồi sao giờ thành xuống 10.000 năm luôn vậy cha nội. Hình như bị dịch chuyển trước công nguyên rồi chứ mày ơi. Tôi Trường ơi, tôi Trường cầm cái này là bảo vệ bản thân mình. Thôi đưa vợ cho vợ ta một cây đi. Ta có rồi, cây này để làm gì? Để cây này có cái con gì nữa nè. Tôi có cây này nữa nè. Nó đo, dạ kìa. Bà đeo cây này không cần đâu, cần cây này thích hơn mày ư. Tụi trưởng ăn gì chưa? Tụi trưởng với lại bạn đời tụi trưởng ăn gì chưa? Đói làm gì mày? Đói. Đây, tặng cho tụi trưởng ơi. Cho bạn đời ta ăn cái gì đây tụi bay? Thịt nè tụi trưởng ơi. Đây là con mực mà mày thích đó, mà thịt. Thích mực à? Mực tiên sư à? Mực tiên sư. Ủa mà tiên sư là cái gì vậy? Tiên sư là gì? Tiên sư là gì? Để ta nói cho. Cái thời tao là người tộc. Tại sao tao là tộc trưởng của tụi mày? Tại vì tao thông minh, hiểu không? Mà tiên sư là gì? Nghe nè, kể từ đây tao là tộc trưởng nên tao có quyền ra luật mời là cấm những sinh vật mà nhiều chân vào đây. Đúng rồi đó, ghê lắm. Vợ tao không tới, tụi mày nghe chưa? Không có chân được không? Con nào chân ít chân thì đem vô, còn mấy con nào mà có chân nhiều như con hồi nãy giết cho tao. Bốn chân được không? Con này nhìn nó lạ ghê á mấy bạn coi nè. Nó đúng là trước công nguyên luôn á. Nó là trước công nguyên, nó là diện thời tiền sử á. Thời này kiểu như mới biết là đồ đá rồi thôi. Biết giùm ông Jimmy. Mấy bạn có biết thời này không? Nếu biết thì comment bên dưới cho mình biết với nha. Trời ơi coi kìa. Jimmy Coca nè. Jimmy Coca có tịch nè. Nếu mà đây là thời tiền sử, nhiều khi là có khủng long đó. Cái gì có khủng long luôn hả? Nghe xỉn vậy. Đi gọi tụi nó đi. Ê tụi bay ơi. Sao có chuyện tụi chưa? Giờ tao hôm nay muốn đi coi khủng long, tụi mày dừng giờ tao đi coi đi. Khủng long quá tuyệt chủ
khủng không? Ờ, khủng long là khủng long gì là gì? Thì khủng là mất đi là không còn trên thế giới nữa. Là chết đó, là đây đây đây. Vậy là ba mẹ tôi. Ô đây là gì, đây là gì? Đây là chết long cu tôi là khủng long chết đó. Chết đây. Đây là chết à. Dẫn vợ tao đi dạ, đi. Dạ, ông ở lại đi, có gì ông tìm cách để quay về. Để tôi tìm cách để chúng ta chuẩn bị quay trở lại. Đi 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 đi. Ở xung quanh cái làng của bọn tôi là nó có một cái suối nước nông, đây là cái suối của thần tiên. Ôi, cá sấu quá trời luôn kìa. Mấy con này có nguy hiểm không vậy? Ê, có con khủng long bơi dưới nước nữa kìa. Ông không có nguy hiểm. Mấy con này cu te. Ôi, bữa nay gọi là có vợ tu trường, chúng ta làm một buổi tiệc săn cá sấu đi. Được rồi. Săn cá sấu luôn hả? Con này luôn rồi. Đập ra đi. Bắt được một con rồi, bắt được một con rồi. Đập ra, đập ra. Đây đây đây, để em nướng, để em nướng cho. Vợ cọc trưởng, vợ cọc trưởng đi ơi, để cho nó nướng hay đi lên đây của cái này vui lắm. Đi đi đâu, đi đâu. Ủa cái trò này nó vui lắm đây giờ tôi chưa. Cái trò này vui lắm hả, trò gì vậy? Bây giờ đi đâu đây? Trò này là trò mình đi nướng, đi bắt trứng khủng long. Trứng khủng long á? Ở đây có trò này luôn hả? Có, đi theo em nè, đi theo em. Con khủng long gì nó xoay vòng tròn. Đây nè. Giờ tôi chừng đây chưa? Đây nè. Đây là khủng long đuôi búa. Long đuôi búa hả? Wow. Nó có dữ không vậy? Cưỡi được không? Cưỡi thử nha. Nó hiền lắm đây giờ tôi chừng. Nó hiền á. Wow. Xịn quá mấy bạn ơi, mình còn cưỡi được khủng long nữa nè. Trời ơi, thích quá mấy bạn ơi. Ở đây là một cái ổ chân khủng long. Chân khủng long đây, khủng long này hiền lắm. Hiền hả? Ok. Đúng rồi, giờ tôi chừng. Khủng long này là con khủng long bào chua. Nó chỉ ăn cỏ thôi. Đúng rồi, giờ tôi chừng. Đây nè. Đẹp quá vậy. Đây là cái chân duy nhất thôi. Lấy đi ai. Để em lấy cho. Nè, wow. Giờ tôi chừng đây chưa? Đẹp quá à. Đau thật sự luôn. Thì nó có nở được không? Ôi, chạy nhanh đi. Không làm mẹ nó về đó. Ui, chị ơi. Ok. Đi. Có trứng khủng long nữa nè mấy bạn ơi. Xịn quá, trời xịn luôn, to bơ lắm. Em cho giờ tôi chừng cầm nè. Lục trứng ơi, lục trứng ăn. Rồi, đi giờ lục lên ăn. Đi giờ lục lên ăn. Cầm. Về ta phải khoe với tù trưởng của các ngươi mới được. Trời ơi, mình mới có được một cái trứng to chù chù luôn. Đây thôi. Đi thôi. Rồi, ăn trứng tí gì vậy? Mày đâu rồi? Con này nó không làm gì mình đâu. Nó chỉ cao mình thôi. Nó đây nè. Nó bị kẹt rồi. Ôi, tí nó ghê quá à. Mày hả con? Chết mày chưa con? Rồi. Ôi, ta có được cái xương tai của nó luôn nè. Rồi. Wow, xịn quá mấy bạn ơi. Ở thời đại này mình cũng giết được nó giỏi quá. Giỏi quá, về khoe thôi. Cày này đi. Ai bày ra cái trò kinh khủng tiếp quá vậy? Ăn bắt được một cái trứng khủng long rồi mình phải khoe với gia liền mới được á mấy bạn ơi. Đi, ăn cắp làm cái gì vậy vợ tu chưa? Về làm tay chanh là luôn. Là mình lấy đồ của người ta gọi là ăn cắp đó. Đồ đó là đồ người ta, đồ đó là đồ con khủng long. Dạ u, thức bằng ao là đồ ăn cắp, đồ ăn cắp. Tu trưởng ơi. Tu trưởng sao em nghe vậy? Ta đây, trời ơi. Có cái này nè. Trứng khủng long á, mới ăn cắp được á. Của khủng long bảo chúa luôn á nha. Trời ơi, mà coi ơi. Con cá sấu này nó gượt theo tới đây luôn. Trời ơi, đó gì đâu. Con cá sấu đi. Tôi tìm được cách rồi. Tìm được cách rồi hả? Chưa gặp là cá sấu mà. Trời ơi, vậy bây giờ sao đây? Ai biết đâu, tôi tưởng là ủa có làm thịt cá sấu gì không? Coi tôi cho nó xong rồi. Cháy rồi. Ok, để coi. Nhanh lên. Đã như vậy. Cá sấu nó. Cá sấu thực sự đó. Không lo luôn. Đây giờ tôi chưa ngon. Ôi ơi, thịt cá sấu này là phải ăn với cái chai màu vàng đó nè. Em không biết cái chai màu vàng đó là cái chai gì nè. Cái này tao gọi là cái chanh. Là cái chai chanh. Ôi, xịn quá mấy bạn coi kìa. Có cả nướng thịt cá sấu ăn luôn mà. Thôi mọi người ở đây vui múa nhảy đi. Hôm nay mọi người được nghỉ ngơi. Còn gì nữa. Đi với tổng trưởng đi, qua đây
giờ tôi chỉnh lên lại tương lai thôi là xong. Ừ, vậy được rồi, chỉnh thôi, chỉnh lên, cũng làm đi. Đi thôi nào, woohoo. Ôi, ôi, cộng thời gian tương lai, đúng rồi, đây là thứ tôi cần. Vậy là tôi được tương lai rồi. Ê, nhìn phong cảnh ở đây đi, vậy là đúng tương lai rồi còn gì nữa. Ê, nhìn bộ đồ tôi mặc, ê, nó cũng khác lắm nè nha. Ừ. Ôi, mất tiêu rồi. Cộng mất rồi, thôi có gì đâu, có gì tôi làm lại cái mới. Ừ, bây giờ đúng giờ rồi đó. Ôi, ôi, bộ đồ tôi nè, ngầu vậy. Wow, bộ đồ ngầu điện đó. Ôi nhìn robot robot nha, nhìn sai mà bưng. Ô đồ của bà nhìn cũng đẹp quá trời luôn kìa. Đẹp mà mấy bạn ơi. Đúng là cái xì tai rồi nè. Xì tai ở tương lai đúng là hay thiệt hen. Ok, bây giờ chúng ta đi thôi. Ê, cái nhà màu hồng trước mặt đó, cái khi nào nhà tôi không ta? Ôi đúng rồi. Có khi nào nhà ông không vậy? Trời ơi, có khi nào nhà tôi không ta? Chỗ siêu xe luôn nè. Siêu xe, cũng có siêu xe màu xanh của tôi nữa nè. Trời ơi, không chừng tương lai tôi với bà về một nhà. Ừ, tôi nghĩ chắc là vậy rồi đó. Ê, nhà sao mở cửa vậy trời? Ủa, nhà tôi sao mở cửa vậy? Chắc tôi mới đi đâu á. Anh đồ, nhà tương lai của tụi mình đây sao? Quay cầu thang tương lai. Có biết đồ luôn nè. Lên sân vườn luôn nè. Wow, nhìn xịn quá à. Ê, ở bên kia sao tôi thấy cái nhà màu xanh lá cây, nó có cái gì kìa? Có mấy chiếc xe. Ủa sao có mấy cái xe này? Ủa cái gì vậy? Có người đang bay luôn. Ủa cái gì vậy? Ghê. Ê, có cái chữ gì kìa Dâm ơi. Mua bán thiết bị không trọng không lực. Không trọng lực. Đù. Là gì vậy? Tương lai rồi, tôi cũng biết nữa. Trời ơi, tôi là người lạc hậu ơi. Ôi, mình qua này. Hello. Chị Mai ơi. Ủa, đâu? Ở đâu rồi? Ê, nhà, trong nhà nè. Không, nhà tôi nè, phòng ngủ, phòng tắm gì của tôi nè. Ui, nhìn cũng xịn quá à. Ủa, có mấy cái máy gì nè chị Mai ơi? Mấy cái máy gì vậy ta? Không biết nữa. Ôi, cũng không biết. Mấy, đúng là mấy cái đồ tương lai tôi khó hiểu quá à. Đó, đó. Ê, bây giờ mình đi qua cái gì mà không trọng lực thử đi. Ừ, đi qua bển thử. Coi thử rồi. Ủa, cái đó là cái gì vậy trời? Đây rồi chị Mai ơi. Cái xe không trọng lực gì hồi nãy mình mới thấy đâu rồi. Ôi gốc, ôi, ôi. Mua bán thiết bị không trọng lực. Ôi, chào mừng tổng thống Mia đã trở lại với làng. Ủa sao người bay được vậy? Ta không có bay được. Ôi, đây, em cố gắng thêm một cái thiết bị không trọng lực trên lưng em nè. Wow, thiết bị nó xịn dữ vậy. Và đây là một phát minh mà em vừa nghiên cứu ra để giúp tụi mình có thể di chuyển một cách mượt mà, một cách gọi là nó dễ dàng hơn đó. Wow. À, đồ, ủa ở đây ai cũng dùng thiết bị này để đi hả? Không có dùng xe máy hả? Dạ đúng rồi, không có xe máy nhưng mà em vừa tạo ra được một cái xe gọi là xe bay ở đây. Bay đi luôn kìa. Hay thiệt luôn kìa. Ê, cho ta mượn thử nha. Đã dữ vậy mày. Điện quá à. Ủa xe này nó có đặc thù là gì không? Giới thiệu ơi. Xe đây nó có đặc thù là nó sử dụng cái hệ thống không trọng lực của nhà em mới tạo ra đó. Trời ơi rồi. Cái thiết bị bay. Dạ cái món đây thì hai người mới về nhà cho nên là em tặng hai người. Ô tặng luôn à. Tặng luôn à. Vậy, trời ơi. Chở tôi ơi. Wow. Ây da. Ủa không có thấy nào bay ngang qua vậy trời. Điện vãi, đi xuống. Ê nhà vô nè. Ây da. Xe này ngu rồi mày. Trời ơi, xe mới làm đây cho nên là nó nhiều vấn đề. Điều khiển. Nhà này của em. Ủa, con vậy? Bần áo à. Ủa, hôm nay là cái gì vậy? Đây chính là cửa hàng đồ cổ. Nói chung là nghiên cứu về lịch sử về cái gì vậy? Ủa, sao mẹ ơi. Ủa, ở trong nhà vậy? Không biết gì đâu nha, không biết gì nha Dâm ơi. Không biết gì đâu. Làm gì vậy? Tự nhiên sập hết đồ cổ vậy trời. Ủa, sao sập vậy? Tôi cũng biết nữa, tự nhiên cái tôi đi lại gần cái tự nhiên nó sập luôn à. Ôi, cái nào lộn làm á. Đúng rồi, nếu mà tương lai thì mấy cái đồ cổ rất là quá trị á. Ồ, đúng rồi, mà không có đồ cổ gì đâu. Cái hồi nãy tôi lấy từ ở tiền sử đó. Ủa, được. Đâu mình đem đi hỏi thử giá nhiều đi. Ok. Rồi. Xin mời nhau. Ôi, anh ơi, trời ơi. Em có nhận đâu đồ cổ không vậy? Ủa, anh có đồ cổ hả? Tưởng đâu có, anh em có chứ. Đâu, anh ơi, đồ cổ nào để em định giá trời. Đây, anh có. Anh có một cây giáo đá làm từ tiền sử. À, ô, vẫn còn rất mới, vẫn còn rất mới. Coi thử đi. Anh tiền sử còn mới. Giáo đá ở tiền sử sao có thể tồn tại đến bây giờ được. Cái này anh làm cái giáo đá gì đó để đưa em đi. Em đi nữa chứ. Coi. Đi giám định đi. Chuẩn tiền sử là biết liền cái gì. Ôi, chị ơi. Sao? Bây giờ mình giả bộ mình nói giáo đá này. Giáo đá. Sao cái gì đi. Đấy, mình lấy giá rẻ. Được, thông minh. Anh đi à, cái giáo đá này. Anh chắc anh nhầm gì rồi. Cái giáo đá này cái ba cái giáo đá bình thường nhưng mà được cái giáo đá đó nó không quán nó nói gì tôi nghe ba nghe thôi em chơi chết thúc tôi nghe thôi
giá tốn em à. Không, tao mua cái này, cái để tao mua cái này. Nha, bán nha với giá thật là nhiều. Không, tiền đi. Không, hồi nãy em nhầm đó. À, bây giờ em nghĩ là tiền đấy, tiền đấy, đưa em đi. Em bán, em mua, em mua. Không có bán cái giáo nữa, dẹp đi. Bây giờ tao có cái khác đang muốn bán hơn đây. Ai vậy? Ai vậy? Muốn cái gì? Tự nó. Ờ, tại sao tiền này? Chứng khổng lâu này. Tài tôi luôn nè. Ông cho tôi bán cho tôi cái quả trứng khổng lông thiệt đó. Coi đi. Coi đi. Kiểm nghiệm đi rồi sẽ biết. Khủng long ti ghét. Thời tiên sử tại sao anh lại có nó vậy? Em trả giá bao nhiêu cũng được anh ơi. Anh ơi. Lấy anh quyền cửa tiệm em luôn đi. Đây đây tiền đó. Bao nhiêu $100 đâu đi. Ai giời ơi. Đây 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 anh ơi, anh ơi tiền ơi anh ơi. Đây ông rồi. Rồi. Đẩy cho mình quá cho tiền luôn kìa. Ở cô, trời anh ơi. Bán cho mày cái cây này nè. Này, em mua. 10 triệu đâu. Nó giả đâu hả? Cái này là cái gì đây? Cái này là viên obsidian, nó rất là đáng giá đấy. Bây giờ cái thời này nó xài phải tiền, cần tiền giấy. Nhà quê. Cái đó là thạch, kiểu nha. Đấy là viên hắc diện thạch đó. Viên hắc diện thạch này giúp mi. Viên hắc diện thạch hả? Trời xịn dữ vậy. Có cái này để làm gì? Tại đấy nó thể chế tạo những món đồ quý hiếm bây giờ đó. Bây giờ em có khoảng cả thạch. Thạch tiền đấy. Thạch tiền. Thằng này giàu vậy. Ủa mày giàu nhất cái khu này luôn á. Sao em là chuối cung ứng đồ ăn và thiết bị ở đây mà. Sao mấy cái này sao không có được. Ê mày có thiết bị xin xỉn không? Rồi bây giờ em có thiết bị bay này, các anh mua không? À, có mua, chưa? Mua. Ok để em mua một cái nha. Đây một người nè, hai người nè. Đưa cho mày cái kia rồi thì mày cho anh lại cái thiết bị bay này. Ui đúng rồi. Ui đấy sao mày làm cái thiết bị bay của tao mà đi buôn bán tâm lâm em ghê. Ủa bay sao mày? Không muốn nhận bay mày. Anh ơi, ông chỉ cần cắt hai cái thôi. Đúng rồi. Anh ơi, tiền đây anh đi ơi. Anh mày có này yêu nha, sắp ơi. Con này đi anh. Đây, tiền đây, đây. Nhâm ơi, tiền, Nhâm ơi. Không, tôi lấy, tôi lấy. Để mua. Đủ rồi nha anh ơi, chờ em xin cái này nha. Rồi, cái này của em. Đi, chạy. Mình bay được lên luôn nè, các bạn ơi. Tích quá. Trời ơi, đúng là có thiết bị bay sướng thiệt. Ủa, nào đứng trên đây rồi, Nhâm ơi. Hả? Thằng nào vậy? Con nào nè. Trên đây là ai vậy? Con tàu hủ. Tàu hủ. Ê, những cái đứa ngu ngốc kia. Mày đến tìm tao có việc gì hả? Ai còn tìm mày đâu mày? Thấy mày đứng mày coi rồi mày làm gì chân thẳng chứ mày. Vậy muốn biết tao làm gì hả? Nếu các người hành tâm muốn biết thì ta cũng sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình của thế giới. Ta đại diện cho những nhân vật thông minh, đầy chất xám và ngây ngất lòng người. Gì vậy? Mày bị khùng rồi hay gì vậy các bạn ơi? Gọi gì nữa? Cứ bắt thằng thật trời. Chính là tao hổ, ta đang đứng nhắm nhìn thế giới đầy những vì sao. Rồi một ngày ta sẽ ra vũ trụ, ta sẽ tiêu diệt hết tất cả, ta sẽ chiếm hết. Thôi đi cho mày ơi. Thôi đi đi, thằng này nó khùng quá. Chầm chầm chưa chưa phải phải đâu nha. Cái này tụi mày tin là tao hủy diệt cái này mà tao có vũ khí siêu mạnh đó. Cái này nó được việc mày không? Chầm chầm chưa chưa đó. Quay, vũ khí tương lai. Wow, xịn như vậy. Thế lo hai anh chị nghe. Dâu ơi, mấy vũ khí tương lai sao? Đúng rồi, trời ơi, mọi người quên mấy cái thiết bị của mọi người chưa? Mấy cái này đâu phải muốn mua là được đâu. Nhưng mà bọn anh có cái này nè. Bọn anh có cái gì? Quặng tiên gì nè. Quặng tiên. Oh my god. Ok, được rồi, thì anh chị thoải mái lấy đi nha. Nhưng mà nhớ quặng tiên cẩn trọng nha. Mấy cái này không có giữ dụng chơi được đâu á, nguy hiểm lắm đó. Quặng tiên này có giá gì luôn hả Jimmy? Ra ngoài bắn bà nội ơi, sập tiệm mấy, mấy cái phát minh này của em còn xịn hơn cái thằng khùng khùng nó đứng trên kia nữa. Đâu, mình bắn thử nha. Rồi, đâu. Ra bắn đây. Đổ luôn. Chị mấy con cái súng này nè, con cái súng này xịn lắm. Bắn một phát là đi luôn. Rồi, súng. Đâu, cái súng đâu. Nè, bà nội. Xịn dữ vậy. Ê, vô chẳng coi còn súng gì nữa không? Ôi, lấy cái súng luôn, nè, trả tiền nè. Đâu. Ôi, mà trả bằng hai gì? Thôi, em lấy cục này, em không lấy cục. Nhà ai mà xài tiền giấy nữa hả, chị Dôm? Ủa vậy? Bây giờ không còn xài tiền giấy nữa. Đúng rồi, mấy cái tiền giấy này. Chị thằng ngáo, đúng rồi, lừa tôi à. Lừa đó, nè, bây giờ mọi người muốn lấy những cái súng gì mọi người cứ lấy. Ở đây là những cái thiết minh rất là xịn. Ở đây xài tiền gì? Ở đây là xài bằng cái cục này hả? Đúng rồi, phải xài bằng cục này nè. Chứ không còn xài tiền giấy nữa đâu, tiền giấy bây giờ là xịn rồi. Bà nói đúng rồi, mình ơi, Jimmy ơi. Trời ơi, cái thằng này mình qua, mình cầm súng qua nhà nó hỏi đó, nó bờ ngá rồi. Thôi rồi, bây giờ đây, có tôi đây. Mày lừa tao hả mày? Ê, gì vậy anh chị mình? Tại sao? Này người ta không có xài tiền giấy nữa, tại sao mày đưa tụi tao tiền giấy mày trả tao đó? Mày đưa đâu? Mày đưa cho tao quặng tiền quặng tiền gì coi? Chị lên. Tiền hả? Không, tao bắn cái sập cái tiệm này của mày. Trời ơi. Quặng tiền không? Được rồi. Để em xíu, để em xíu. Mày lừa tao hả mày? Mấy thằng khoa học này. Ôi ơi, Jimmy. Hồi nãy hình như bà lấy cái trứng của cái con này nè đúng không? Đúng rồi, con bảo chúa này nè. Đã dữ trời, đã dữ trời. Bảo nó đúng xịn luôn á, không ngờ không. Quặng tiền
của mọi người đây. Cái này không phải quan tí mày lừa đâu. Lừa. Sorry, sorry, xin lỗi. Ủa mày đốt sao sao chỗ này luôn quá. Ôi ôi, ông bắn trời ghê thiệt chứ. Biết đâu có cơ hội quá trời súng luôn nè. Quay tự nhiên có mình bán mấy cái đồ đó, cái đồ mình dạo luôn á Jimmy. Ừ, bán một cái thôi, một bước lên mày. Ôi, gì vậy? Gì vậy? Cái chổng. Ôi. Ui. Ôi. Ui. Đây, đây, đó là chổng. Lại đó, lại đó, từ từ. Trời ơi, đừng có đập chổng nữa. Trời ơi, mày nhắc đường tao sao vậy? Mày mấy ngày cái chứng, đó là tao có dạ. Mắc giá trị đúng không? Dạ, em biết rồi, em biết rồi. Khủng long, đưa thêm mấy cái mày đồ của tao, tao thật. Rồi. Sao đây? Không thấy tôi vậy? Sao đây? Đưa thêm đây. Em ơi, anh cho em mượn cái lại đi đi. Không mày đi mà lấy đâu rồi, tụi tao lấy, tụi tao tới lấy nha. Ừ, cho tay là tha cho mày nha. Đánh cáo mày nha. Quay thế giới này thú vị thiệt á. Ừ, đúng rồi đó. Trời ơi, ở cái thế giới này xịn quá mấy bạn ơi. Mấy bạn nhìn là những tòa nhà cao tầng quá trời luôn. Trời ơi, nước gì mình sống ở tương lai luôn thì sướng biết mấy nha ha. Đúng rồi, ở đây mình giàu luôn, mình bán quả trứng thôi mình giàu luôn mà. Câu á. Cái gì kìa? Ôi, tao hú. Mà đồ đông bên đây, dân ơi. Dạ? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì đây? Ôi, trời ơi, tụi mạnh dữ vậy. Coi. Cái gì vậy? Trời ơi, này. Mấy cái người kia, sao mấy người dám phá những cái con robot thân yêu của tôi? Đợi tay đó, kêu mình cứu rồi. Mày kêu đâu, cũng tao cứu mà. Tao mấy người cứu tao, chứ kêu mấy người giết mấy con này đâu. Thằng này nó khủng quá vậy. Mày tỉnh nha. Bác sĩ điên này đúng là thế giới tương lai à. Thôi mấy bạn phải về nhà thôi. Ờ mấy bạn phải thử coi mấy bạn phải thích mình ở thế giới nào. Ừ, các bạn phải thích mình ở thế giới nào? Thế giới sinh tố bình thường hay là thế giới thời tiền sử hay là thế giới tương lai? Thì comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye. See bye bye. Dạ.